chị không có tính cho con Diệu nó nhận là cha nó hả? Nó cũng lớn rồi, bây giờ nó cũng thành thiếu nữ rồi, ba nó cũng lớn tuổi rồi chị hai. Chuyện nó cũng 20 mấy năm rồi, nó cũng qua lâu rồi. Trên đời này là ta không có tin đàn ông. Mình là phận con gái mình đã khổ rồi, mình gặp những cái thằng đàn ông đó mình càng khổ hơn nữa. Không có gặp nó nữa. Em thấy á, chị nên đổi tánh đi. Chị càng lớn chị càng khó luôn á. Con Diệu nó cũng lớn rồi, chị cho nó quen người ta đi. Trời, không lẽ chị bắt con Diệu á, nó cứ sống vậy hoài, vậy nó ở giá, vậy nó sống á, nó lớn lên, nó già như mình vậy. Cô đơn nó khổ sở lắm chị hai. Người ta mới biết yêu mà chị, cho con nhỏ biết yêu với đời rồi, tội nghiệp nhỏ, tự nhiên chị cấm cản nó. Cuộc đời của má đã quá khổ rồi, đã quá cô đơn rồi, má cho con yêu đi. Con còn trẻ mà, con muốn cuộc đời của con cũng khổ như má. Chị hai, chị ba, chị tư ơi, trời ơi, năm nay em có chồng rồi.